Hy vọng tầm tháng 7 sẽ là thời điểm mà họ khánh thành sân vận động mới, là lúc có thể đón chào Kylian Mbappe bằng xương bằng thịt, đặt chân đến cùng chiếc áo số 10. Không những thế, tiền đạo tuổi 17 Endrick cũng chắc chắn sẽ chuyển đến sau bản hợp đồng được ký kết trong giai đoạn mùa đông. Trong khi trường hợp của cậu bé vàng nước Pháp thì vẫn còn đang bỏ ngỏ với phong cách trả lời phỏng vấn khá an toàn. Trường hợp của cầu thủ người Brazil lại đang được chắc như đinh đóng cột về khả năng gồng gánh hàng công của tiền vệ trắng. Người ta cho rằng anh mới đích thị là một Ronaldo mới tại Real Madrid này, là người sẽ đem tới những màn trình diễn của CR7, thậm chí là còn có khả năng trở thành một bản nâng cấp tuyệt đối hơn nữa. Tuyển Brazil đang trong giai đoạn khó khăn, đổ nát dưới triều đại của Fernando Diniz. Mặc dù họ cũng chưa phải thua đến 9 trận như một đội tuyển quốc gia nào đó, nhưng vị thế của Seleção thì đã tổn thương. Như trong